Cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra làm rõ một đối tượng là nhân viên bán hàng ô tô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong thời gian từ tháng 4 2023 đến tháng 7 năm 2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thu lỗ, để có tiền trả nợ nên đối tượng Trần Thị Hát, 27 tuổi, của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là nhân viên kinh doanh bán hàng của một cửa hàng ô tô tại thành phố Vinh, đã liên hệ với những khách hàng mua xe ô tô trước đây mà mình tư vấn. Sau đó đối tượng H đưa ra thông tin là hãng ô tô khách hàng đã mua đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện, sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe giao H. Nắm được tài sản của khách hàng đối tượng H đã đưa đi cầm cố. Ngoài ra H còn đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái thuê xe ô tô rồi đi cầm cố. Bằng các thủ đoạn trên đối tượng H đã lừa đảo chiếm đoạt 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của 13 công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.